chuyền chính xác cho Công Phượng. Công Phượng nhà này cho Phan Thanh Hậu, dứt điểm chân trái rất đẹp mắt, tỷ số 2-1 cho Hoàng Anh Gia Lai. Lại một tuyệt phẩm nữa đến từ phía các cầu thủ áo xanh. Người ghi bàn là Phan Thanh Hậu, bàn thắng đầu tiên của Phan Thanh Hậu tại V-League mùa giải năm nay. Phan Thanh Hậu và Công Phượng đã rất bình tĩnh phối hợp với nhau để phan thủng hàng phòng ngự của Đồng Nai trước khi cầu thủ mang áo số 22 tung ra cú cứa lòng chân trái cực kỳ kỹ thuật. Chúng ta cùng xem lại tuyệt phẩm của Phan Thanh Hậu. Cú cứa lòng đẹp như Messi, nó đến từ cái chân trái rất khéo, rất ngoan của Phan Thanh Hậu.